hai tám phẩm thọ ký bấy giờ trong chúng chư thiên cõi dục như thiên đế thích chư thiên cõi sắc như phạm thiên vương và các thiên nữ thần tiên y xá na cùng lúc ba lần khen ngợi những điều cụ thọ thiện hiện đã nói tôn giả thiện hiện dùng Phật thần lực làm chỗ y chỉ khéo vì chúng tôi phân biệt khai thị bát nhã ba la mật đa sâu xa, Phật ra đời là vì pháp yếu vô thượng. Nếu Đại Bồ Tát nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà như lời nói mà tu hành chẳng xa lìa, thì chúng tôi kính thở vị ấy như kính thở Phật. Vì sao? Vì trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây không có pháp để được, nghĩa là trong đây không có sắc để được không có thọ tưởng hành thức đẻ được, như vậy cho đến không có trí nhất thiết đẻ được, không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đẻ được, tuy không có các pháp như vậy đẻ được, nhưng vẫn thi thiết thánh giáo tam thừa, thanh văn độc giác vô thượng thừa. Bấy giờ Phật bảo các vị thiên tử, này các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các ông nói, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, tuy không có các pháp như sắc đẻ được nhưng vẫn thi thiết thánh giáo tam thừa nếu đại bồ tát nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đây đem vô sở đắc làm phương tiện khéo như lời nói mà tu hành chẳng xa lìa thì chư thiên các ông thường nên kính thở vị ấy như các đức như lai ứng tránh đẳng giác vì sao này các thiên tử trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây tuy nói rộng có thánh giáo tam thừa Xong nói chẳng phải bố thí ba la mật đa như lai có thể đạt được. Chẳng lìa bố thí ba la mật đa như lai có thể đạt được. Cho đến chẳng phải bát nhã ba la mật đa như lai có thể đạt được. Chẳng lìa bát nhã ba la mật đa như lai có thể đạt được. Chẳng phải nội không như lai có thể đạt được. Chẳng lìa nội không như lai có thể đạt được. Cho đến chẳng phải vô tánh tự tánh không như lai có thể đạt được chẳng lìa vô tánh tự tánh không như lai có thể đạt được chẳng phải bốn niệm trụ như lai có thể đạt được chẳng lìa bốn niệm trụ như lai có thể được nói rộng cho đến chẳng phải mười tám pháp phật bất cộng như lai có thể đạt được chẳng lìa mười tám pháp phật bất cộng như lai có thể đạt được như vậy cho đến chẳng phải trí nhất thiết Như Lai có thể đạt được, chẳng lìa trí nhất thiết Như Lai có thể đạt được, chẳng phải trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai có thể đạt được, chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Như Lai có thể đạt được. Này các thiên tử, nếu đại Bồ Tát nào đối với tất cả pháp đem vô sở đắc làm phương tiện, tinh chuyên tu học bố thí Ba la mật đa như thế, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng thì Đại Bồ Tát ấy đối với Bát Nhã Ba La Mật đa đây khéo tu hành chân chánh thường chẳng xa lìa cho nên các ông cần phải kính thờ Đại Bồ Tát ấy như kính thờ các Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác. Này các thiên tử, các ông nên biết, vào thời Phật nhiên đăng thủa xa xưa, tại đầu ngã tư đường của vương thành trúng hoa, thấy Phật nhiên đăng ta liền dâng cúng ngài năm hoa sen, trải tóc che bùn, cầu nghe Pháp thượng diệu. Vì ta lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên được chẳng lìa bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng lìa nội không cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng lìa tất cả môn tam ma địa, tất cả môn đà la ni, chẳng lìa mười lực Phật, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng lìa vô lượng vô số vô biên các Phật pháp khác khi ấy phật nhiên đang liền thọ ký cho ta vô thượng chánh đẳng đại bồ đề ngài nói rằng này thiện nam tử trải qua vô số kiếp đời vị lai và kiếp hiền của cõi này ông sẽ làm phật hiệu là thích ca mâu ni như lai ứng chánh đẳng giác tuyên nói bát nhã ba la mật đa độ vô lượng chúng khi ấy các chư thiên đều bạch phật Bạch Đức Thế Tôn thật hiếm có thay Bạch Đức Thiện Thạ thật hiếm có thay Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là hiếm có Khiến cho các chúng đại Bồ Tát sớm có khả năng nhiếp thọ trí nhất thiết trí Đem vô sở đắc làm phương tiện Đối với tất cả sắc không lấy không bỏ Đối với thọ tưởng hành thức không lấy không bỏ Cho đến đối với trí nhất thiết không lấy không bỏ Đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không lấy không bỏ bây giờ Phật xem khắp bốn chúng hòa hợp, đó là Bí Xô, Bí Xô Ni, O Ba Sách Ca, O Ba Tư Ca và các chúng Đại Bồ Tát, trời tứ Đại Vương, chúng cho đến trời sắc cứu cánh, đều đến nhóm hội đồng làm minh chứng. Khi ấy Phật nhìn thiên đế thích nói rằng, này Kiều Thi Ca hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bí Xô, Bí Xô Ni, O Ba Sách Ca, O Ba Tư Ca hoặc các thiên tử, thiên nữ hoặc các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm trí nhất thiết chí lấy vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa đây cung kính lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh chuyên tu học suy nghĩ đúng lý vì người diễn nói lưu bố cùng khắp thì ông phải biết những hạng này tất cả ác ma và quân ác ma chẳng nhiễu hại được vì sao này kiểu thi ca vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ sắc không vô tướng vô nguyện khéo trụ thọ tưởng hành thức không vô tướng vô nguyện. Như vậy cho đến khéo trụ trí nhất thiết không vô tướng vô nguyện, khéo trụ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không vô tướng vô nguyện, chẳng thể đem không nhiễu hại không, chẳng thể đem vô tướng nhiễu hại vô tướng, chẳng thể đem vô nguyện nhiễu hại vô nguyện, vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, năng sở nhiễu hại đều chẳng thể được. Lại nữa, này kiểu thi ca, các thiện nam tử thiện nữ nhân này, người và phi nhân chẳng nhiễu hại được. Vì cớ sao? Này kiểu thi ca, vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này lấy vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu tâm từ bi hỷ xả đối với các loài hữu tình. Lại nữa, này kiểu thi ca, các thiện nam tử thiện nữ nhân này chọn đời chẳng bị các duyên hiểm ác làm não hại, cũng chẳng bị hoạnh tử vì cớ sao này kiểu thi ca vì các thiện nam thiện nữ này tu hành bố thí ba la mật đa chân chính an dưỡng đối với các hữu tình lại nữa, này kiều thi ca, trời tứ đại vương chúng cho đến trời quảng quả của thế giới tam thiên đại thiên này đã phát tâm vô thượng bồ đề Nhưng đối với bát nhã ba la mật đa đây, nếu chưa lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh chuyên tu học suy nghĩ đúng lý, thì nên khiến cho họ chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh chuyên tu học suy nghĩ đúng lý lại nữa này kiều thi ca nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí đem vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh chuyên tu học suy nghĩ đúng lý thì các thiện nam tử thiện nữ nhân này hoặc ở nhà hoang hoặc nơi hoang dã hoặc tại đường hiểm và chỗ nguy nạn chọn chẳng run sợ kinh khủng dựng tóc gáy vì cớ sao này kiểu thi ca vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí lấy vô sở đắc làm phương tiện khéo tu nội không cho đến vô tánh tự tánh không mấy giờ trời tứ đại vương chúng cho đến trời sắc cứu cánh của tam thiên đại thiên thế giới kham nhẫn này đều cung kính chắp tay đồng bạch phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thường hay đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đây trí tâm lắng nghe, thọ chỉ đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, lưu bố rộng khắp thì chư thiên chúng con, thường theo ủng hộ vị ấy, chẳng cho tất cả tai họa xâm phạm não hại, vì cớ sao? bạch đức thế tôn vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này chính là đại bồ tát vậy bạch đức thế tôn nhờ đại bồ tát này nên khiến cho các hữu tình dứt hẳn các đường hiểm ác địa ngục bàng xanh ngạ quỷ a tố lạc bạch đức thế tôn nhờ đại bồ tát này nên khiến cho các trời người dược xoa rồng lìa hẳn tất cả khổ tai họa bệnh tật bần cùng đói khát lạnh nóng Bạch Đức Thế Tôn nhờ Đại Bồ Tát này nên khiến cho các trời người A Tố Lạc lìa hẳn các việc không như ý, chỗ ở không có nạn, binh đao, chiến tranh, tất cả hữu tình, thương yêu lẫn nhau. Bạch Đức Thế Tôn nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cho đến hoặc trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bạch đức thế tôn nhờ đại bồ tát này nên thế gian mới có đại tộc sát đế lợi đại tộc bà la môn đại tộc trường giả đại tộc cư sĩ các tiểu quốc vương chuyển luân thánh vương các quan phụ thần giúp nước bạch đức thế tôn nhờ đại bồ tát này nên thế gian mới có trời tứ đại vương chúng cho đến trời tha hóa tự tại trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ bạch đức thế tôn nhờ đại bồ tát này nên thế gian mới có dự lưu và quả dự lưu cho đến a la hán và quả a la hán hoặc độc giác và độc giác bồ đề bạch đức thế tôn nhờ đại bồ tát này nên thế gian mới có các đại bồ tát thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng bạch đức thế tôn nhà đại bồ tát này nên thế gian mới có phật bảo pháp bảo bí xô tăng bảo làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình bạch đức thế tôn do nhân duyên đây nên chư thiên chúng con và a tố lạc các dòng dược xoa cùng nhân phi nhân người chẳng phải người có thế lực lớn thường theo cung kính bảo hộ các chúng đại bồ tát đây không cho tất cả tai họa xâm phạm não hại giúp cho các việc lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép kinh của các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa thường không gián đoạn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên Đế Thích và các trời rồng A Tố Lạc rằng Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các ông đã nói Nhờ Đại Bồ Tát này nên khiến cho các hữu tình để hẳn cõi ác Cho đến Tam Bảo xuất hiện ở thế gian Làm lợi ích lớn cho các hữu tình cho nên chư thiên rồng thần và nhân phi nhân có thế lực lớn thường theo cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chuyên cần bảo hộ các đại bồ tát này không cho tất cả tai họa xâm phạm não hại các ông nếu hay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chuyên cần bảo hộ các đại bồ tát này thì nên biết đó là cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chuyên cần bảo hộ ta và mười phương tất cả như lai ứng tránh đẳng giác cho nên các ông thường phải tùy thuận các đại Bồ Tát này mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chuyên cần bảo hộ, không được quên bỏ. Này chư thiên tử, các ông nên biết, giả sử tam thiên, đại thiên thế giới, đầy ấp, thanh văn, độc giác, nhiều như mía, lau, lách, tre, rừng, lúa, mè, lùm, bụi, không một chỗ hở, có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với ruộng phước kia đem vô lượng nhạc cụ vi diệu nhất cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chọn cả cuộc đời nếu lại có người trong khoảng giây lát cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen một vị đại bồ tát sơ phát tâm chẳng lìa sáu ba la mật đa đem công đức trước so với phước báo sau thì trăm phần chẳng bằng một ngàn phần chẳng bằng một cho đến chẳng bằng một phần cực vi nhỏ vì cớ sao vì chẳng do thanh văn và độc giác mà có đại bồ tát và các đức như lai ứng tránh đẳng giác xuất hiện ra đời nhưng nhờ đại bồ tát nên thế gian mới có thanh văn độc giác và các đức như lai ứng tránh đẳng giác cho nên các ông tất cả trời rồng á tố lạc và nhân phi nhân thường phải bảo hộ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen đại bồ tát này chớ để cho tất cả tai họa xâm phạm não hại họ do đây các ông sẽ được phước báu ở trong cõi trời người thường được an vui cho đến khi đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề được phước báu không bao giờ cùng tận